6 thủ phạm gây yếu sinh lý nam mà cánh mày râu cần tránh xa, bởi chúng sẽ khiến bạn càng ăn càng yếu. 1. Một số loại rau thơm. Ăn nhiều rau răm sẽ làm giảm chất lượng tinh trùng. Bạc hà cũng được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chăn gối của quý ông, bởi vì hàm lượng lớn tinh dầu có trong rau bạc hà được chứng minh làm suy giảm nồng độ nội tiết tố nam testosterone. 2. Bia, rượu, thuốc lá. Nam giới thường xuyên uống bia, rượu sẽ dễ gặp phải tình trạng xuất tinh sớm, ảnh hưởng đến khả năng cương dương. Cánh mày râu cần hạn chế rượu bia, thuốc lá để bảo vệ chức năng sinh lý cũng như sức khỏe tinh trùng. 3. Cà phê. Caffeine sẽ gây hại cho tuyến thận, mất cân bằng lượng hormone cho tuyến giáp và khi chức năng này suy yếu, chúng sẽ làm yếu sinh lý nam, giảm nhu cầu ham muốn, không muốn gần gũi. 4. Nội tạng động vật. Nội tạng động vật là nguyên nhân gây suy giảm số lượng cũng như chất lượng tinh trùng mà nam giới cần đặc biệt chú ý. 5. Thực phẩm đóng hộp. Dùng đồ hộp quá nhiều sẽ làm giảm lưu lượng máu lưu thông đến bộ phận sinh dục nam, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất tinh trùng cũng như chức năng sinh lý nam, cánh mày râu tuyệt đối không thể chủ quan. 6. Món ăn nhiều dầu mỡ. Đồ ăn dầu mỡ tác động tiêu cực đến quá trình sản xuất tinh trùng. Những món ăn nhiều dầu mỡ chứa chất béo bão hòa và cholesterol khiến các mạch máu, kể cả các mạch máu dẫn máu đến cơ quan sinh dục hẹp lại. Nếu không cung cấp đủ lượng máu đến cậu nhỏ, nam giới sẽ gặp phải tình trạng rối loạn cương dương trên bào dưới không he. Các quý ông nếu không muốn càng ngày càng yếu thì hãy xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện khoa học và hợp lý. Ngoài ra nên đi kiểm tra nam khoa định kỳ để sớm phát hiện cũng như khắc phục những vấn đề sinh lý nếu có. Hãy follow kênh để cùng tìm hiểu những kiến thức bổ ích về sức khỏe sinh lý và sinh sản bạn nhé.